tên là gì thế? Em tên Lộc Thành. Rồi, con học với ai vậy? Học cô nào? Cô Hảo. Đúng rồi, giỏi quá ta. Rồi. Trừ 3 1 2 3 kẹp lại đến hạt ở trên đâu? Bằng máy kia vô. Đúng rồi đó chưa. Câu tiếp theo nào. 6 5 6 cộng 2 cộng 1 trừ 7 5 6 7 kẹp lại còn no. Đếm lại. Rồi, anh đi vô. Còn tiếp theo. 2 1 2 3 No. Bằng gì thì làm lại mới biết. 2 cộng 1 5 cộng 5 đếm. 1 2 được chưa? Rồi đi vô. Rồi, rồi con tiếp theo. 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7. Ồ. Thiếu hạt rồi. Cảm. Làm lại. Là gì? Không biết làm lại. Cô nói thiếu hạt là. Ừ, làm lại nè. 5 4 1 cộng 7 5 6 7. Rồi đếm 5 6 7 8. Rồi hết chưa? Hết. Hết rồi người vô. Cô nha. Rồi. Tay phải đó rồi. Rồi 1 cộng 5 trừ 6 5 6 cộng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 5 bằng đúng giỏi quá vậy ta. Rồi con số 2 nha. 2 cộng 6 5 6 trừ 6 5 6 bằng mấy rồi? 1 2. Giỏi vậy ta. Trời ơi, vậy một cái này. Yeah. Rồi ok. Con thích học với cô Hảo không nhờ? Hả? Con thích học với cô Hảo không? Có. Có nhiều không? Nhiều. Sao vậy? Rồi.